Cô gái bí ẩn thứ hai có vai trò như thế nào trong vụ việc Châu Việt Cường làm chết người? Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng cơ quan công an cần truy tìm cô gái tên là BA để làm rõ vai trò của người này khi có mặt tại căn hộ nơi cô gái bị nhét hơn 30 nhánh tỏi vào miệng tử vong. Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ ca sĩ Châu Việt Cường để điều tra về tội vô ý làm chết người. Ngoài Châu Việt Cường, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp Phạm Đắc Thế, sinh năm 1981, để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Châu Việt Cường khai đã sử dụng ma túy tập thể cùng nhóm bạn, trong số đó có ca sĩ Nam Khang. Ca sĩ Nam Khang kể, tối ngày 4 tháng 3, ca sĩ Châu Việt Cường đã rủ anh đi ăn rồi đến căn hộ, nơi xảy ra án mạng chơi. Lúc này anh đang có hẹn đi ăn cùng với một cô gái tên là BA, rồi cả nhóm hẹn nhau tới địa điểm trên. Cô gái BA sau đó dẫn thêm Trần Mỹ Hạnh, 20 tuổi, trú ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội, đến cùng. Tuy nhiên anh khẳng định chỉ ở lại đến gần sáng và rời khỏi hiện trường để chuẩn bị cho lịch diện trước khi Châu Việt Cường nhét nhiều nhánh tỏi tươi vào miệng nạn nhân khiến cho cô tử vong vì ngạt thở. BA được xem là nhân chứng vụ án, tuy nhiên rất nhiều người lấy làm khó hiểu khi cô này rời khỏi hiện trường ngay sau khi Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng khiến cho chị H tử vong. Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với chúng tôi, luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng BA có mặt khi nhóm người của ca sĩ Châu Việt Cường sử dụng ma túy. Cô này được xem là nhân chứng và lời khai của cô này sẽ góp phần làm rõ hơn về hành vi phạm tội của Cường và Thế. Nếu việc cô gái này đến chơi và sử dụng ma túy thì cơ quan chức năng sẽ xử phạt hành chính. Thế nhưng nếu làm rõ được việc cô này có tham gia tiếp sức giúp cho Châu Việt Cường trong việc nhét tỏi khiến cho cô gái trẻ tử vong thì vẫn bị xử về tội giết người, luật sư Thơm nhấn mạnh. Theo luật gia Thơm, rất có thể vì quá sợ hãi trước cái chết của H mà BA đang ở một nơi nào đó để bình tâm lại, nhưng cũng không loại trừ khả năng cô này trốn tránh để gây khó cho cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra phải làm rõ cô này cũng như những nhân chứng khác trong vụ việc có làm hết mình để ngăn chặn Châu Việt Cường và cứu giúp nạn nhân hay không. Nói tóm lại, cơ quan điều tra phải nhanh chóng tìm được cô này để làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án, luật sư Thơm nêu. Trước đó, sáng ngày 5 tháng 3, sau khi biểu diễn ở khu công nghiệp tại tỉnh Hà Nam về, Châu Việt Cường đón ca sĩ Nam Khang đi ăn, sau đó cả hai đến nhà Thế. Tại đây, Cường bỏ ma túy ra cho cả ba cùng sử dụng. Đến 3 giờ 30 phút, nhóm người này gọi điện thoại cho BA và BA rủ thêm chị H cùng đến phòng ở của Thế. Tại đây, cả nhóm tiếp tục sử dụng ma túy. Đến 7 giờ sáng, cả nhóm tiếp tục sử dụng ma túy lần 3. Tuy nhiên lần này không có mặt của Nam Khang vì người này đã đi Thái Bình để biểu diễn từ sáng sớm. Quá trình sử dụng ma túy, Châu Việt Cường và chị H bị sốc, rơi vào tình trạng phê. Cường gọi chị H là bà cô tổ, còn chị H thì gọi Cường là con. Rồi cả hai chắp tay lại nhau. Sau đó Cường nghĩ chị H bị ma nhập nên chạy đi mua tỏi, để chị H ra và nhét tỏi vào miệng. Thấy vậy, Thế và BA can ngăn nhưng không được nên bỏ ra ngoài cửa. Sau đó Cường cầm điện thoại di động chạy ra khỏi nhà kêu gào, nói với Thế là đã giết người. Hiện vụ án đang được công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra làm rõ. Vợ cũ của Hot Boy Xăm Trổ bất ngờ lên tiếng hứa hẹn tiết lộ sự thật về ca sĩ Châu Việt Cường. Vợ cũ của Hot Boy Xăm Trổ Lê Hoàng Anh, một cái tên đình đám trên mạng xã hội, bất ngờ tiết lộ một khía cạnh khác khi Châu Việt Cường vướng vào vòng lao lý. Những ngày qua, sự việc ca sĩ Châu Việt Cường liên quan đến cái chết của cô gái tên H, 20 tuổi, Chương Mỹ, Hà Nội, đang gây xôn xao dư luận. Hiện tại, Châu Việt Cường vẫn đang bị tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra. Kể từ sau khi có thông tin giọng ca Bạc Trắng Tình Đời bị bắt, rất nhiều bạn bè đồng nghiệp thân thiết đã lên tiếng về sự việc, bày tỏ sự tiếc nuối. Trong đó có Trần Thị Đào, hay còn gọi là Đào Chi Lê, vợ cũ của Hot Boy Xăm Trổ Lê Hoàng Anh, một cái tên đình đám trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô gái này bất ngờ tiết lộ một khía cạnh khác khi Châu Việt Cường vướng vào vòng lao lý. Có mấy thằng ca sĩ ăn theo, lúc anh tôi ở nhà bút xô bỏ tiền ra đi ăn chơi với mấy người thì mấy người nịnh hót anh tôi, đến khi xảy ra việc thì kêu anh tôi là giang hồ, rồi làm mất danh dự của những người ca sĩ chân chính như mấy người, Đào Chi Lê cho biết. Ngoài ra, cô gái còn không ngại bóc phốt nhiều nghệ sĩ, nhưng không chỉ đích danh ai, các ông nghĩ giới nghệ sĩ mấy ông sạch sẽ quá. Ông thì được hot face như tụi tôi, quay MV hay livestream tạo scandal này nọ để được nổi tiếng. Ông thì đi bay lắc, đập đá phá ghe,
Ông thì lừa gái rồi hứa cho quay MV, ông thì chịu quan hệ để được nổi tiếng. Sống thật lòng đi mấy ông, không ai đang có chỗ đứng trong xã hội, đang kiếm được nhiều tiền mà cố ý giết người hay cố ý chui đầu vào rọ đâu. Lúc phê pha có ai nói mình tỉnh táo và không ngáo không? Đào Chi Lê nhắn nhủ. Không chỉ vậy, Đào Chi Lê cũng mong muốn cư dân mạng nhìn nhận sự việc một cách khách quan. Khi mọi thứ chưa sáng tỏ, ai đúng ai sai thì tốt nhất nên giữ im lặng để chờ kết quả, chứ không nên nói những lời không hay, vì người khổ nhất bây giờ vẫn là vợ con của Châu Việt Cường. Những chia sẻ này của vợ cũ hot boy xăm trổ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đa số đều đồng tình với lời nhắn nhủ của Đào Chi Lê để sự việc rõ ràng rồi mới đưa ra nhận định. Tuy nhiên cũng có người cho rằng cô nàng đang lợi dụng sự ồn ào này để câu file. Trước phản ứng đó, Đào Chi Lê tiếp tục treo một dòng status khác và hứa hẹn sẽ cho mọi người biết sự thật. Trước đó, chồng cũ của cô là hot boy xăm trổ cũng viết rất nhiều status chia sẻ về sự việc Châu Phi Cường gây ra. Tương tự với Đào Chi Lê, anh chàng cũng mong dư luận dịu xuống, đừng ném đá Châu Phi Cường khi sự việc vẫn còn trong quá trình điều tra. Oh,
Thank you.